thì nó hơi ngược sáng. Tuần nữa nó ngấm cám bắt đầu con chim ông anh ở Sài Gòn tặng nhé, con này thì để nghe hót thôi chứ không chơi gì được. Anh ấy bảo là thì về thì để nghe hót thôi, sướng đâu, còn không biết là có chơi gì được không thì không biết, thuần lắm, chim thuần mới gửi về được hôm qua vẫn còn yếu, sáng này ra nghe giật mình luôn. Có khi mà mình sẽ không bán anh em, mình không bán được anh em, thì mình sẽ đăng lên. Nhưng mà anh em xem chơi nghe chơi đâu, thì mình không có thi thố thì mình chỉ nghe hót để nghe cho sướng. Ngày xưa có em Huế nghe sướng quá nhưng mà lỡ bán này bây giờ con này thì giữ để chơi thôi, kỷ niệm. Ông anh cũng mua chim quà rất là nhiều, nhưng mà anh ấy bảo có con chim thì chỉ nghe hót thôi, tặng cho chú về để chú nghe hát. Ok, cảm ơn bác, rất hay, nghe sướng thật.